Và bây giờ Phước Sửu di chuyển vào khu Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng quận 7, là một khu VIP trung tâm của khu Phú Mỹ Hưng, thuộc là khu Cảnh Đồi. Một căn biệt thự mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị với diện tích là 16,7 nhân cho 18,5, tổng là 286,7 m². Tổng diện tích sàn của căn biệt thự này là 332 m². Căn biệt thự được thiết kế là một trệt, một hai lầu, áp mái, và hướng của căn biệt thự là hướng chính nam. Hiện trạng của cái căn biệt thự này là theo phong cách tự do, nên nó là một cái mẫu rất là đẹp, rất là hiện đại. Và hiện tại chủ nhà thì đang cầm sổ ở nhà luôn, nên là quý anh chị mua bán là sang tên ngay và không cần là gọi là phải giao dịch qua ngân hàng. Còn cái tài sản mà căn biệt thự này thì hỗ trợ vay ngân hàng đến 70-75%, một mức giá chủ nhà đưa ra là rất hợp lý luôn, do là thời điểm này chủ nhà đang kẹt tiền nên cần bán gấp luôn. Một vị trí quá đẹp phong chị, như là cái lay cam của Phước Sửu bay và mọi người cảm nhận được đây là một cái khu gọi là đang sống luôn. Trong cái khu Phú Mỹ Hưng gọi là khu Nam Thiên 2 này là một cái khu gọi là dành cho những khách hàng VIP, những cái cư dân gọi là muốn khẳng định đẳng cấp tại cái khu Phú Mỹ Hưng. Và một cái điều đặc biệt nữa là khu dân cư này rất an ninh nha quý anh chị. Như mọi người biết là đối với Phú Mỹ Hưng là bảo vệ nghiêm ngặt 24/7 luôn. Ở đây thì khi mà xảy ra những trường hợp gọi là trộm cắp hay là xe gọi là vi phạm, thì những công an, những cái người gọi là bảo vệ của Phú Mỹ Hưng túc trực và được gọi là phân chia và bắt tội phạm rất là dễ dàng luôn. Nên ở đây tình hình an ninh khá an ninh. Thì quý anh chị theo như cái video của Phước Sửu thì quý anh chị có thể là cảm nhận được Phú Mỹ Hưng là một nơi đáng sống. Mình có thể là cảm nhận được một cái mức sống gọi là cực kỳ cao cấp tại khu dân cư này. Mật độ cây xanh ở đây là phủ là gần như là 4-50% luôn quý anh chị ạ. Nên đó là khi mà quý anh chị sở hữu cái căn biệt thự này, đây là một cái nơi đáng sống, nơi gọi là trốn đi để trở về. Quanh khu dân cư này á thì xây dựng đến 80% rồi. Những cái căn nhà ở đây là đều xây dựng gọi là thấp tầng, một khu dân cư thấp tầng không có cao tầng, nên khu Nam Thiên được ví là một cái khu dân cư là vừa ở vừa nghỉ dưỡng luôn. Nhất là trong cái tình hình dịch bệnh được vừa rồi á, thì cái khu Nam Thiên của khu quận 7 được nhiều khách ưa chuộng lắm. Bởi vì an ninh, yên tĩnh, mức độ lây lan của dịch bệnh Covid cũng hạn chế luôn, nên là khách hàng rất là thích khu Nam Thiên này. Để có nhiều cái thông tin hơn nữa về cái khu Nam Thiên và đặc biệt là cái biệt thự mà Phước Sửu đang chào bán, thì quý anh chị hãy inbox ngay cái số hotline bên dưới để Phước Sửu sẽ chi tiết hơn gửi sổ hồng của căn nhà. Và đặc biệt quý anh chị có thể xem trực tiếp bên trong nội thất của căn nhà luôn. Sổ hồng thì quý anh chị có thể là inbox để Phước Sửu gửi qua Zalo nha. Và đặc biệt quý anh chị bật mí cho quý anh chị một cái giá bán cực kỳ hợp lý, mà quý anh chị khi mà nghe đến thì là biết là cái giá này rất là hợp lý so với giá thị trường. Rồi, còn chần chừ gì nữa hãy inbox ngay cho đội ngũ bất động sản tiềm năng, sẽ đưa tới cho quý anh chị một cái sản phẩm Phú Mỹ Hưng cực kỳ tuyệt vời và một cái cơ hội là an cư lạc nghiệp tại Phú Mỹ Hưng, là một cái đô thị sầm uất nhất tại Việt Nam này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.